làm dịu mát, tươi mới và đem lại sức sống cho da. Dòng sản phẩm mới Artistry Hyravi, một giải pháp dành cho làn da, mang lại cảm giác mềm mại, mịn màng và căng mọng mỗi ngày. Chúng tôi giới thiệu dòng sản phẩm chăm sóc da Hyravi dành riêng cho người tiêu dùng trẻ chưa quan tâm đến những dấu hiệu lão hóa nhưng đang khởi đầu một chế độ chăm sóc da thực thụ. Chiết xuất từ nước tinh khiết chất lỏng từ vùng biển đẹp giọt của Na Uy giúp làm tươi mới làn da với độ ẩm tinh khiết. Khoáng đá nguyên hồng giúp bổ sung dưỡng chất cho da với các thành phần giàu dinh dưỡng. Quả mồng Akahawa giúp mang lại sức sống mới cho làn da bằng cách duy trì độ ẩm cho da. Những thành phần quý hiếm kết hợp biến đổi hiện tượng mất nước trên bề mặt da giúp làm dịu, tươi mới và đem lại sức sống cho da. Việc đóng phim đi du lịch và di chuyển bằng máy bay thường xuyên khiến làn da tôi khô ráp. Vì vậy, tôi luôn chú trọng đến việc duy trì độ ẩm cho da. Một sản phẩm hoàn hảo với 3 bước đơn giản giúp cung cấp độ ẩm hiệu quả cho da, tiết chất giúp tươi mới làn da Artistry Hyravi với kết cấu siêu mịn mượt giàu vitamin giúp nuôi dưỡng làn da. Trơn dưỡng giúp tươi mới làn da Artistry Hyravi trong suốt, cung cấp độ ẩm vượt trội và lâu dài. Trơn dưỡng da vùng mắt Artistry Hyravi nhẹ nhàng cung cấp độ ẩm giúp làm giảm bộ mắt và quần thâm quanh mắt. Kiểm nghiệm lâm sàng của Artistry Hyravi cho thấy bề mặt da hàm lượng nước được gia tăng tức thì sau 3 ngày sử dụng một sản phẩm hoàn hảo, làn da trông tươi mới và mượt mà hơn. Tôi yêu dòng sản phẩm mới Hyravi, thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy làn da mềm mại, căng mọng, tươi mới và tràn đầy sức sống. Tôi nghĩ rằng đây là làn da mềm mại nhất mà tôi từng cảm nhận. Nâng tầm chế độ dưỡng ẩm da của bạn đạt đến một cấp độ mới với phương pháp dưỡng ẩm tiên tiến. Khám phá dòng sản phẩm mới Artistry Hyravi.